Hai Thợ Cua Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trong miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ mình chế một cái bài găng cưa nha cả nhà. Thì một cái bài găng cưa này thì lúc trước mình cũng có làm một vài clip bên dụng cụ xây dựng, thì hôm nay mình cũng chia sẻ lại một cái bài găng cưa cũng là bên xây dựng nha cả nhà. Thì mình làm thì kênh mình thì mình cũng chia sẻ những cái gì mình làm được và mình chế được cho cả nhà xem, thì mình làm cho cả nhà để xem thư giãn nha. Thì ở đây là mình có một cái miếng thép nè, đây là một miếng thép dày 1 ly 2 cái nè, 1 ly 1 ly 2 gì đó. Thì ở đây là mình có cắt rồi kích cỡ để làm một cái bai găng cưa. Và đây là mình cũng sử dụng lại một cái cán cán bài cái nè. Thì cái cán bài này là mình lấy một cái lưỡi bài để mình lấy cái cán để mình làm, chứ mình còn chế thêm cái cán thì nó rất là lâu nha. Thì hôm nay mình sẽ dùng một cán bài này và cắt cái găng cưa này nha cả nhà. Rồi mình cũng mời cả nhà xem mình làm như thế nào nha. Thấy video của mình có hay hữu ích nhớ đăng ký và ủng hộ chia sẻ cho mình và cho mình một like nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chia cái khoảng cách của găng cưa nha cả nhà. Thì cái khoảng cách này thì cái độ sâu là mình cho xuống 1 phân rưỡi nha. Độ sâu xuống 1 phân rưỡi. Mình sẽ gạch một cái dưới chân này trước. Thì mình gạch 1 phân rưỡi xong thì mỗi cái chân, mỗi cái đường đầu tiên thì 1 phân rưỡi nè, 1 phân rưỡi, rồi tiếp tục 2 phân. Đó, 2 phân, rồi là mình 1 phân rưỡi trước nha cả nhà. Đó, thì cứ 1 phân 2, 1 phân 2, 1 phân rưỡi. Cái này là mình làm, cái này để cho các bạn ai chưa biết làm thì mình làm cả nhà. Thì coi video của mình làm theo nha cả nhà. Còn các bạn nào là có làm rồi thì xem video của mình, ủng hộ mình nha. Có gì tốt hơn nữa thì bình luận ở bên dưới cho mình học hỏi thêm nha cả nhà. Thì cứ mỗi một khoảng gì cả nhà cứ 1 phân 2, 1 phân 2, 1 phân rưỡi, 1 phân 2, 1 phân rưỡi, chia đều làm nó hết thôi nha cả nhà. Phân 2, 1 phân rưỡi. Rồi, xong, 1 phân rưỡi. Rồi thì cái phần ở dưới độ sâu xuống 1 phân 2, 1 phân rưỡi. Thì mình chia ở trên là ở này là 1 phân rưỡi nè, ở trên này là 1 phân 2. Mình ngược lại nha cả nhà. Ở trên là 1 phân 2. 1 phân 2. Rồi tới tiếp theo là 1 phân rưỡi. Rồi là 1 phân 2. Cứ tương tự gần vậy là mình làm theo nha. 1 phân 2, 1 phân rưỡi, 1 phân 2, 1 phân rưỡi. Nên gạch trước khi cắt ngang cả nhà, mình chia cho nó đều. Cái này mình dùng cây này, cái nóc ngoài cho nó nhọn, để mình gạch cho nó ăn á. Còn có dấu mực thì cũng được, nhưng mà mình cắt nó không chuẩn luôn cả nhà.
sau khi mình gặp rồi, mình gặp xong rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ cắt nha. Sẽ lấy lỗ cả nhà, thì mình sẽ lấy lỗ cái này. Cả nhà muốn ví dụ như cái nhà thuận cái tay tay phải á, tay phải thì mình để hướng bên đây, còn mình để cán như vậy đó là hướng tay phải, còn cả nhà là tay trái thì mình để vào bên đây nha. Như riêng mình thì mình làm để mình sử dụng thì mình làm tay phải nha cả nhà, thì nên mình sẽ lấy lỗ bên đây. Mình cứ can độ ngay giữa này là mình lấy lỗ nha. Rồi bây giờ mình sẽ khoan cái lỗ này trước nha. Rồi như cái này mình đã khoan lỗ rồi nè cả nhà, thì cả nhà lưu ý nha, ví dụ mình khoan lỗ thì cái này mình khoan lấy mũi khoan này là mũi khoan 3 ly, thì mình lấy mũi khoan 6 ly hoặc 6 ly, nhưng mình đã cái miệng này đó, đã miệng này khi mình đóng cái cúc cái đinh á vô nó không có tụt cái lữ ra nghe cả nhà nè. Đó thì bên đây thì nó vẫn bằng, bên đây mình đã rồi nè, thì mình một lát nữa mình sử dụng đó là cái con mình ở đây không có đinh, mình có con ốc vít nha, thì ốc vít nó có cái lợi như này nè đó, cả nhà thấy cái lợi này không đó, ốc vít được cá nha. Đó, thì một lát nữa mình sẽ đưa vô đây là mình sẽ tán lại, tán cho nó cứng xong, rồi dù nó dư cái đầu này nè mình mài lại là nó sẽ liền nha cả nhà. Rồi bây giờ để mình mài cái miếng này cho nó sáng lên nha. Rồi mình mài xong rồi mình sẽ cho cả nhà xem. We'll be right back.
Sau khi mình đã mài xong rồi cả nhà, thì mình làm mẫu cho cả nhà xem, thì mình sẽ mài cho nó thiệt bóng luôn nha cả nhà. Đó, này là mình mài bóng luôn, qua bóng luôn nha, thì mới dính tay. Rồi bây giờ mình sẽ tán cúc vô cả nhà xem nha. Khi mà nó đã dư này cả nhà, thì bây giờ mình sẽ cắt cái này bỏ bớt, mình đổ chừa lên khoảng chừng 1 ly, cắt này bỏ bớt chừa 1 ly, rồi xong mình sẽ dùng búa mình tán xuống nha. Rồi cái này mình cắt rồi nè cả nhà, đó cắt rồi, bây giờ mình sẽ tán này nha. Đó. Nào. Mình tán ở đây luôn rồi nè cả nhà. Mấy này là để mình mài luôn nha. Rồi thì mình đã làm xong một cái bay găng cưa nha cả nhà. Thì cái bay găng cưa này mà cái cán á, thì mình lấy từ chỗ cái bay khác nha cả nhà, nên mình không có làm cán, thì mình làm cái lưỡi bay và cách để tán vô cái này. Thì ở đây có mấy đầu ốc vít, tại mình không có đinh á, thì mình sử dụng ốc vít nên nó có mấy đầu này thì nó không sao nha cả nhà. Mình vẫn xài bình thường nha. Đó, mình mài thì nó cũng liền lạc, vẫn bình thường, không có gì hết nè. Đó. Thì ở chợ, nếu mà cả nhà đi chợ, các bạn có đi làm thì ở chợ nó có bán có bao nhiêu cái bay vuông á, về thì mình chỉ đo mình cắt thôi. Ví dụ như thân tay phải thì cắt bạn đây, còn thân tay trái thì cắt bạn đây. Đó. Chứ không, nếu mà người ta có bán cái bay này luôn thì mình mua mình sử dụng cũng vẫn được. Còn ở đây là mình không có nên mình chế để mình hướng dẫn cho các bạn làm tại nhà, khỏi cần đi mua tìm kiếm đâu cho nó khó. Yêu cầu có những chỗ có bán ba vuông thì mình mua về mình vẫn cắt được, hoặc không ở nhà cả nhà có những cái bay cũ của mình thì mình lấy phan mình mài cái này ra, rồi mình phan 3 ly, thì phan mũi 3 ly qua đừng mình lấy mấy cái cúc này ra hết, thì mình sẽ cắt một miếng thép như vậy, có một lưỡi cưa hay là miếng thép rộng như vậy khoảng 1 ly. Thì nói chung miếng thép xài 1 ly thì cả nhà dán gạch thì nó không có gì đánh đổi để hư hết trơn. Cái miếng này là xài không bao giờ mà nó mòn mà tới hư nha cả nhà. Đó. Thì có lưỡi cưa thì càng tốt, còn không có thì mình cũng có dùng miếng thép tròn phẳng dày 1 ly để mình sử dụng nha. Đó. Rồi video của mình đến đây thì cũng tạm dừng.
hẹn cả nhà lại những clip tiếp theo. Ok, bye bye.